Rồi, đang làm gì đấy? Đi uống rượu. Rồi. Ông muốn nói gì đấy? Tôi đang edit dở video. Thôi để mai hãy làm edit video đỉnh để sang Hollywood làm đạo diễn đó. Đúng chưa đấy? Đã bỏ không rồi không? Khi nào edit xong video thì đi nhé. Đang con chó này. Mày dám cãi cụ à? Rồi. Xin chào các bạn, mình là LMB đây. Thực ra thì mình không có anh em sinh đôi đâu. Thực chất đây là một cái phiên bản mà mình đã edit để phân thân trong video. Đó, mình mới là bản chính nhá. Và mình đã sử dụng phần mềm DaVinci Resolve Free để làm cái hiệu ứng này nhá. Trên thực tế các bạn đã xem cái hiệu ứng này từ rất nhiều. Từ phim Tây Du Ký là cái thời kỳ đầu tiên sử dụng để phân thân Tôn Ngộ Không ra. Thì thời đấy là kỹ xảo nó đang còn chưa tiên tiến cho lắm. Và trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách đơn giản nhất để phân thân trong video nhá. Để tạo ra một phiên bản nữa, một nhân vật nữa giống cho mình. Có thể thực hiện được cho các bạn trong rất nhiều project. Ví dụ như một project này mình mới làm về một MV về thành phố Tâm Điệp. Tâm Điệp City. Mình phân thân Toko ra làm 3 phiên bản khác nhau. Bạn có thể xem ở video này. Edit đó chắc chỉ trong khoảng 1 đến 2 phút thôi. Bởi vì đây là cách đơn giản nhất chúng ta có thể làm được. Nếu setup đầy đủ ánh sáng chúng ta hoàn toàn có thể làm được rất là nhanh. Để tránh sai lầm thì mình vừa edit vừa làm. Và mình sẽ đưa ra những cái góc máy quan trọng để chúng ta lưu ý trước khi bấm vào một nút quay nhé. Hiện tại bây giờ đang là 8 giờ, là một thời điểm buổi tối, là rất lý tưởng để làm những cái video dạng phân thân như thế này ở trong nhà. Chúng ta làm cái video này mở ban ngày ấy, thì những nguồn sáng khác nó sẽ tác động vào làm ảnh hưởng đến khung hình, và buổi tối sẽ không có một nguồn sáng nào can thiệp vào, chỉ có nguồn sáng từ những thiết bị ở trong nhà mà thôi. Và dĩ nhiên cái video mình quay Toko đó, phân thân đó ở ngoài trời, và dĩ nhiên khi phân thân ở ngoài trời những cái kỹ thuật nó sẽ khó hơn khá là nhiều, bởi vì ở ngoài trời chúng ta quay lúc này và quay lúc kia ánh sáng nó sẽ không khớp giữa hai phân cảnh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn phân thân ở trong nhà đơn giản nhất đấy. Và trong cái video này mình sẽ quay làm hai cái đoạn video khác nhau. Một cái đoạn video là mình sẽ là một nhân vật đang mời bản thân mình đi uống rượu. Mình có hai cái khía cạnh đấy, mình là một người chơi ra chơi và làm ra làm. Và cái nhân vật vừa bước từ bên ngoài cửa này vào này, đây mình có thể replay lại phân thân luôn cho các bạn xem nhá. Nào. Đó, cái nhân vật này freeze dừng khung hình. Đó, như các bạn thấy nhân vật này đang bắt đầu ló đầu vào đúng không? Đó chính chỉ là một phiên bản của mình thôi, được phân thân ra. Và cái phiên bản này mình sẽ quay từ đầu đến cuối cái phiên bản đấy trước. Những cái lời thoại mình sẽ viết lên máy tính như thế này. Và mình căn khoảng thời gian, sau đó mình sẽ cho cái nhân vật ở ngoài cửa vào nói trước. Và mình, nhân vật đang ngồi máy tính edit video này là sẽ là nhân vật nói sau. Với những YouTuber, Vlogger mà làm những cái video dạng một mình giống như mình như này thì người ta hay sử dụng cái kỹ thuật phân thân này. Và lưu ý đầu tiên khi các bạn trước khi bấm một cái nút quay thì các bạn nên nhớ là các bạn phải tưởng tượng ra đúng là có một người đang ngồi hoặc đang đứng ở vị trí đó để các bạn nhập tâm hóa thân vào nhân vật. Lưu ý thứ hai, các bạn phải xây dựng một cái ranh giới giữa hai nhân vật. Không được để hai nhân vật chạm vào nhau. Ranh giới của mình ở đây chính là một cái laptop đây. Đây đang để laptop ở cạnh bàn, và cái cạnh này nó chính là cái ranh giới mà hai nhân vật sẽ không thể chạm đến nhau được. Nếu mà hai nhân vật vượt qua ranh giới thì khung hình nó sẽ bị lệch lạc và cái quy ước của chúng ta nó sẽ bị đảo lộn, sẽ phải mất rất nhiều công sức để edit sau đó. Các bạn hãy nhớ để lại một cái ranh giới, hoặc chúng ta có thể sử dụng một cái hộp trà của mình như thế này ở đây chẳng hạn, làm cái ranh giới phân chia giữa hai nhân vật để chúng ta chỉ được làm những công việc ở bên này và bên kia thôi. Khi cắt ghép edit bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với cái việc mà hai nhân vật nó lớn sang nhau, thậm chí chúng ta phải quay lại toàn bộ shot đó. Setup máy quay các bạn nên giữ máy quay trên khung hình như thế này, và khi bấm nút quay các bạn không được để camera cử động. Lý do vì sao thì mình sẽ nói trong quá trình edit video nhé. Còn bây giờ chúng ta cùng vào phần mềm DaVinci Resolve, mình sẽ hướng dẫn các bạn trực tiếp edit. Như các bạn thấy thì đây là giao diện chính của cái video ở đầu cái clip của mình. Mình sẽ xóa đi những cái đoạn mình đã edit và edit lại từ đầu để cho các bạn có thể hình dung và làm theo nhé. Nên mình sẽ xóa đi. Đây là hai cái đoạn video mình đã quay xong và mình đưa vào DaVinci Resolve. Và mình sẽ quay làm hai đoạn, một đoạn mình đặt tên là Lơ Editor và một đoạn là Lơ Rượu. Nó diễn tả hai nhân vật là Lơ Editor là người đang edit video này, và Lơ Rượu là người đang mời đi uống rượu. Thì mình sẽ quay hai cái video đấy riêng lẻ, các bạn có thể nhìn thấy như thế này. Đó.
cái video ngồi thì nhân vật vẫn đang ngồi, và video mà đi uống rượu thì cũng mở cửa từ ngoài vào, và mình tưởng tượng như đang có một cái nhân vật phân thân của mình ngồi đó để mình diễn xuất trực tiếp vào như thế này. Edit một cái video phân thân, chúng ta sẽ đưa cái video chính xuống, mình cho video lơ editor này và cái video lơ rượu vào timeline nhé, đặt chồng lên nhau như thế này. Đây là cái phân cảnh mời uống rượu, và đây là cái phân cảnh mình sẽ tắt cái này đi, và đây là cái phân cảnh một người đang ngồi ở dưới ghế này nhé. Và như các bạn thấy, mình bật lên thì cái phần cạnh bàn này là phần ranh giới như mình đã nói từ lúc nãy. Mình sẽ thực hiện crop khung hình lại để cho các bạn dễ hình dung nhé. Mình sẽ crop khung hình sang bên phải vào cropping này, crop right đó. Và để bật được cái ô như thế này này, như các bạn thấy này, để mình hướng dẫn luôn, kẻo các bạn lại khó tìm với những bạn mới. Đây, các bạn sẽ vào mục transform ở phía dưới màn hình preview này nhá. Chọn vào transform này, nó sẽ hiện lên cái ô này để chúng ta bố cục khung hình. Thì chúng ta sẽ tiếp tục crop right như thế này. Nhân vật chính đã hiện lên đây, là đang ngồi edit video. Lúc này mình sẽ play thử cho các bạn xem nhá. Bắt đầu từ đoạn này, đó. Và hai khung hình đã chia ra như thế này. Thì các bạn có thể hình dung là cái khung hình này là được crop lại còn một nửa, còn khung hình lơ editor là cái khung hình nền ở dưới đây này, là sẽ full toàn bộ khung hình trên thì được crop lại, và nó sẽ hiện ra cái nhân vật mà chúng ta muốn đưa vào video. Và chúng ta phải để chân máy camera cố định. Lý do tại sao? Bởi vì khi để lệch một khung hình thì hai cái nửa này nó sẽ không khớp với nhau, và chúng ta sẽ phải quay lại hoặc là sẽ phải edit khá là nhiều để cho hai cái cảnh này nó khớp vào nhau. Các bạn đã hình dung ra cách. Tuy nhiên là để khớp hai cái đoạn video hội thoại với nhau ấy, đó, đây chính xác không phải là cái đoạn mà mình muốn ghép vào cái đoạn lơ editor giật mình này, là cái đoạn là nhân vật mời uống rượu đập mạnh xuống bàn, nhân vật đang ngồi edit mới giật mình thì nó mới hợp lý hơn. Và cho nên các bạn sẽ phải để ý cái timeline này ở dưới này. Những cái sóng âm bổng lên như này này thì là lời nói, còn sóng âm trầm là không nói gì. Các bạn sẽ play và cắt ra những cái đoạn video không cần thiết. Ví dụ như lúc này video bắt đầu này, chúng ta sẽ cắt toàn bộ khung hình, Ctrl B, delay. Đấy, các bạn thấy cắt toàn bộ khung hình, bắt đầu vào như thế này. Đây, ví dụ như cái đoạn này là đến xong cái câu thoại là đi uống rượu không, nhân vật này sẽ không phản ứng gì cả. Vậy cho nên mình vẫn tiếp tục play thôi. Nhân vật này đi vào và nhìn xuống, sau khi nhân vật lơ editor không nghe thấy gì thì bắt đầu nhân vật mời uống rượu này mới đập tay xuống bàn. Vậy cho nên mình sẽ cắt từ cái đoạn này của nhân vật lơ rượu. Các bạn nhớ phải đặt tên của clip nhá. Đặt tên của clip nó rất là quan trọng, rất quan trọng đấy. Vì khi đặt tên chúng ta sẽ hình dung được clip này nó nói về cái gì, và chúng ta sẽ edit không bị nhầm. Sử dụng công cụ link hai clip hình dây xích này, nó sẽ link cả audio và link cả video với nhau, chúng ta sẽ không bị cắt và không bị lệch cái lời. Mình sẽ cắt từ đoạn này đi, và mình sẽ kéo ra cái đoạn đập tay ánh bàn trước. Và mình cắt đi. Tuy nhiên đoạn này mình thấy nhân vật lơ editor này quay lên hơi sớm, nên mình sẽ cho cái đoạn clip lơ editor này sẽ dài hơn một chút này, để làm sao cho mọi thứ nó trở nên hợp lý nhất. Và khi vào bỏ tay xuống bàn, đó, thì nhân vật kia vẫn đang chưa nghe thấy gì. Và đến cái gõ tay mạnh thứ hai thì bắt đầu mới giật mình. Cắt lơ editor nhá. Bắt đầu giật mình. Đó, như các bạn thấy mọi thứ đang hợp lý đúng không? Và từ đoạn đầu này này cho đến đoạn cuối này, chúng ta sẽ phải làm sao cho hai nhân vật nó khớp nhau. Ok, và đó là toàn bộ những cái gì mà mình chia sẻ về cách phân thân nhân vật bằng phần mềm DaVinci Resolve một cách đơn giản nhất, giống như thầy Du Ký nhá. Trên thực tế chúng ta có thể phân vân phức tạp hơn ở ngoài trời, phân thân ở những cái môi trường điều kiện ánh sáng phức tạp, nhưng nó sẽ không gói gọn được trong video lần này. Trong thời lượng video này mình sẽ hướng dẫn cách phân thân đơn giản nhất ở trong nhà. Trên thực tế các phần mềm như Adobe Premiere, phần mềm Final Cut Pro X và các phần mềm khác, bạn hoàn toàn có thể crop và làm được như vậy. Tuy nhiên mình đang nhấn mạnh về DaVinci Resolve bởi vì DaVinci Resolve nó có một số tính năng match màu hoặc là một số tính năng khớp video rất là hay. Thế cho nên trong các phần mềm khác các bạn có thể linh ứng để crop khung hình giống như cách mình crop trên DaVinci Resolve nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này hay, hãy like, nhấn vào nút đăng ký bên dưới, follow kênh YouTube LMB và hãy để lại comment bên dưới nếu các bạn muốn mình làm về nội dung phân thân phức tạp hơn, ở những góc quay khó hơn, những điều kiện khác biệt khó hơn, thì mình sẽ ưu tiên làm những cái nội dung đó lên trước. Nhấn vào nút đăng ký để chúng ta cùng lên một thuyền.